Hello các bạn. Xin chào các em, rất vui vì ngày hôm nay được quay trở lại cùng với các em ở trong phần livestream này. Và hiện tại thì chị Hiên đang có mặt ở đây rồi. Không biết là các bạn đã có thể lên xem phần livestream trong buổi tối ngày hôm nay chưa? Ồ, oh, em vừa thi xong ạ. À. Ok. Hello các bạn, các em ơi, nếu như mà các bạn đã lên rồi thì hãy gửi lời chào tới chị nhé. Những bạn nào mà muốn chị phát trực tiếp về chương trình ngữ văn lớp 10 thì các em có thể nhắn tin sang admin, nhắn tin sang học văn chị Hiên nha. Đó sẽ là page dành cho các bạn ở trung học phổ thông nhá Còn page này của chúng mình ấy, Thế à, thì sẽ là pet dành riêng cho các bạn học sinh trung học cơ sở các em nhé. Ok, xin chào các bạn. Đợi mọi người một chút xíu nha. Xin chào Thu Quỳnh, xin chào em. Các bạn bè của mình nào. <laughs> chị vừa bảo rồi nếu như mà muốn chị phát trực tiếp về văn 10 thì uh, các em di chuyển sang pet học văn chị hiên nha được không nào ok xin chào thu quỳnh xin chào dương thùy xin chào em em mới thi xong văn luôn à ok xin chào thanh thảo đề vào gì em xin chào các bạn <cười> <cười> xin chào phương anh xin chào em Wow, hôm nay nhiều bạn lên học với chị hiên quá này được năm uh, mươi mấy bạn rồi này ờ uh, tác bạn bè của mình vào giúp chị nhá mới thi văn chiều nay xong mà. đề vào gì ở thảo nguyên khó nhăn đúng không em ừ uhm, chị chào các bạn nhá Ôi thế à Nổ báo tường rồi vẫn chưa thấy chị đăng à Ok bình tĩnh nhá Các anh chị biên tập viên chắc chắn là sẽ Đăng ngay, đăng sớm đăng ngay nha Cứ bình tĩnh nha Rồi ok chị chào Quỳnh Nhi nhá Đợi mọi người vào một chút xíu Chị đợi thêm khoảng 2 phút nữa nhá Rồi chúng mình sẽ cùng bắt đầu trong buổi tối ngày hôm nay với chị Em cho rằng lê nào mình siêu thật Vì em nói <laughs> nhớ anh mỗi khi màn đêm buông xuống, xuống, thành phố này tầm cuối này. Way, line, tới ngày Ôi khó à, và đề gì em? Ờ, ok Và đề gì em mà khá khó à, 57 bạn à <laughs> Chị hy vọng là sau này sẽ là trăm bạn chứ không phải là 57 bạn nữa. Ngày hôm nay như ở cái tiêu đề và phát trực tiếp đấy, chị đã nói cùng với các bạn chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập về văn tự sự được không nào? <laughs> ok các bạn thân mến bây giờ thì quay trở lại cùng với chị hiên chúng mình sẽ cùng bắt đầu buổi tối ngày hôm nay cùng với chị nhá trong khuôn khổ mà các anh chị admin order với chị ngày hôm nay thì nói với chị rằng là chị ơi ngày hôm nay thì chị em mình sẽ cùng hướng dẫn các bạn ý làm một bài văn tự sự chị nhá và cái đề bài của chúng mình sẽ làm đó chính là kể lại một cái kỷ niệm với thầy cô hoặc là một lần mà bạn có lỗi với thầy cô bố mẹ kỷ niệm với gia đình kỷ niệm với bạn bè được không ạ thì đấy sẽ là cái đề bài mà ngày hôm nay chúng ta cùng với nhau tìm hiểu. À chị chị có thấy comment của em nhá, Vi thảo nhá. Rồi đề bài của chúng mình ngày hôm nay là như sau ạ. Đề bài của chúng mình sẽ là kể lại một kỷ niệm của em với thầy cô Được không ạ? Ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng làm cái đề này. À đề này em làm rồi đúng không? Em đã lựa chọn câu chuyện gì thế Huy Hoàng? Các bạn thân mến, chị Hiên đây đã là cái buổi thứ hai, thứ ba gì đó chị hướng dẫn các bạn về văn tự sự rồi, đúng không nào? Bản thân chị thì chị nghĩ rằng là văn tự sự là một trong những cái nền tảng rất là tốt để phục vụ cho chúng ta. Sau này có rất là nhiều thứ chúng ta có thể làm với văn tự sự. À đề thi đánh giá năng lực lần trước luôn à? À ok. À rồi và các em đã làm như thế nào các em làm có tốt không các em làm có tốt không chị nghĩ là chưa tốt lắm đâu đúng không ạ có nhiều bạn vẫn còn bị nhắc nhở nhiều lắm và có nhiều bạn thì vẫn bị gọi là gạch bút đỏ nhiều lắm thế là ngày hôm nay chị thì chị mong muốn là chúng mình sẽ cùng ngồi lại với nhau một lần nữa được không ạ à và chúng mình sẽ lựa chọn một cái kỷ niệm với thầy cô ở đây sẽ là một lần chúng ta có lỗi với thầy cô nhé cụ thể hơn một chút nữa rồi đây phải không nào với thầy cô các bạn hiểu văn tự sự là gì ạ các bạn hiểu văn tự sự là gì à là chúng ta kể lại một cái câu chuyện đúng không các em là chúng ta kể lại một cái câu chuyện phải không ạ và cái câu chuyện đó là cái câu chuyện của chúng ta đúng không nào thế thì bây giờ tại sao mà lại khi mà nói chuyện với nhau thì có nhiều người bảo là ôi dồi ôi à, đấy cái đứa đấy nó kể chuyện nhạt thế à, dương thùy kể chuyện nhạt thế hay là phương nghi kể chuyện nhạt lắm hay là văn quý kể chuyện quá nhạt thế thì vấn đề nằm ở chỗ là chị thì chị rất muốn là các em sẽ có thể cải thiện cái kỹ năng kể chuyện của mình bởi vì các em cải thiện kỹ năng kể chuyện của mình cũng sẽ đồng thời giúp cho cái việc các bạn giao tiếp với bạn bè này với thầy cô với những người xung quanh các bạn khi mà các bạn mong muốn truyền tải một cái thông điệp nào đấy một cái câu chuyện nào đấy nó sẽ thú vị hơn rất là nhiều và nó chân thực hơn đấy là cái mục đích mà chị hướng tới được không ạ à? rồi thế thì chúng ta hiểu tự sự ở đây là kể lại đúng không ạ à? thế thì kể lại ở đây thì đương nhiên nó sẽ phải theo một cái mạch có ba cái yếu tố tạo thành một cái văn bản tự sự mà chị nghĩ là các bạn sẽ cần phải quan tâm một đó là tình huống là gì nhân vật là ai đúng không ạ à? và cách trần thuật là như thế nào đó sẽ là ba cái vấn đề mà các bạn phải quan tâm giúp chị thế thì bây giờ trước tiên chị muốn khai thác cái này ở các bạn trước rồi chúng mình sẽ cùng nhau nói về ý tưởng trước nhá nếu mà theo các bạn đề bài của chúng mình mà vào kỷ niệm của em với thầy cô mà nói về một cái lần em em có lỗi với thầy cô ấy thì các em sẽ định làm về cái gì nào cho chị một vài từ khóa thôi nhá à ok chị vẫn đang trò chuyện cùng với các em đây nhưng mà bởi vì nick facebook của các em nên là chị không biết đọc như thế nào cả rồi xin chào các bạn chúc các bạn một buổi tối vui vẻ nhá khá là lâu rồi thì chị hiên mới được gặp các bạn đúng không nào bây giờ quay trở lại cùng với chị nào nào các bạn những ngôi sao bé nhỏ của chị ơi nếu như vào đề bài này các em sẽ lựa chọn ý tưởng là gì đây các bạn sẽ lựa chọn ý tưởng là gì đây ạ cái ý tưởng này rất quan trọng ở trong văn uh, trong văn tự sự nhá bởi vì là ý tưởng hay ấy thì chắc chắn là cái câu chuyện của các bạn nó cũng sẽ rất là hấp dẫn đương nhiên là nó sẽ còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhưng chị nghĩ cái này là cái then chốt đầu tiên để giúp cho các bạn hình thành một cái bài văn tự sự tốt kể cả sau này các em làm dạng đấy phân tích cảm nhận thì các em cũng phải thì các em cũng phải gọi là ấy thôi được không ạ? À? thì các bạn cũng phải gọi là lên ý tưởng cho cái bài viết của các bạn thôi. thế thì bây giờ chị đang muốn hỏi các bạn là nếu như đề bài vào kỷ về về cái việc là kể lại một cái kỷ niệm của em với thầy cô và cụ thể là một cái lần mà em có lỗi với thầy cô ấy thì các em sẽ lựa chọn uh, cái ý tưởng là gì? nào, các em ơi, nếu như các bạn tương tác tốt, chị lại sẽ quay trở lại phát trực tiếp cùng với các bạn ở trong những cái bài mà các bạn đang cần. ok không nào? nhá chị sẽ lại quay trở lại với những bài mà các bạn đang cần. À, giả chữ ký phụ huynh Rồi, đó cũng là một cái À, rồi, quay cóp trong giờ kiểm tra này Quay cóp trong giờ kiểm tra Ok Rồi, giả chữ ký phụ huynh Ok Giả chữ ký phụ huynh Rồi, gì nữa ạ? à vỡ bình hoa của cô giáo ok là vỡ bình hoa của cô rồi còn gì nữa không à chị thấy là các bạn có khá là nhiều những cái ý tưởng hay đấy nhưng mà trong buổi tối ngày hôm nay trong khuôn khổ của buổi tối ngày hôm nay thì chị sẽ cùng với các bạn làm một trong số những cái ý tưởng của các bạn nhé à rồi không học bài cũ không học bài cũ này Gì nữa nhờ các bạn nhở? Có rất là nhiều ý tưởng tốt cho cái đề bài này đúng không? Mà chị tin là các bạn với cái trí tưởng tượng của các em Với những cái gì mà các em đã thực tế gặp ở cuộc đời rồi Thì chị tin là các em sẽ làm rất là tốt cái bài này Đúng không ạ? Các em sẽ làm rất là tốt cái bài này Ui trời ơi, một cái lỗi mà không thể chấp nhận được Đốt sổ đầu bài, rồi ôi, chết mất Đánh nhau à? À rồi, tức là gì ạ? À gây gổ với các bạn, đúng không ạ? Với các bạn lớp khác Hay là nói dối đi chơi game Phải không? Nói dối đi chơi game chẳng hạn rất là nhiều Những cái vấn đề khác nhau mà các bạn hoàn toàn có thể đưa ra Thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau diễn đạt Một cái câu chuyện nhá Được không ạ? À? Các em tập trung vào đây Chị sẽ hướng dẫn các bạn diễn đạt một cái câu chuyện này Đương nhiên là chúng ta sẽ bao gồm 3, 3 phần mở bài Thân bài Và kết bài Ok chưa nào? mở bài thân bài và kết bài ví dụ như ở đây chị sẽ lựa chọn một cái uh, câu chuyện kể về việc là à nói dối để đi chơi game được không nói dối thầy cô để bỏ đi chơi game được không nào nhá ví dụ chúng ta sẽ lựa chọn cái này À thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau làm cái phần mở bài trước nhá. <laughs> Có lớp cạnh chúng lớp em chúng nó đốt sổ đầu bài rồi chị ạ. À. Ôi trời ơi, khiếp sợ quá đấy. Mấy cái đứa này nghịch quá, đúng là nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò mà. Các em ơi, làm ơn các bạn đừng làm khổ với thầy cô nữa, được không nào? Em ơi đừng chơi nữa, lớp mình còn gì đâu. Có mỗi cái sổ đầu bài mà bây giờ các em cũng đem đi đốt. Chết thật mấy cái đứa này không được làm như thế nữa đâu nhá, tuyệt đối không nhá, ảnh hưởng đến thành tích của cả lớp rồi thì ảnh hưởng đến rất nhiều thứ. Đó là những cái hành động mà chị chị nói thật là nếu mà là chị thì chị sẽ không thể chấp nhận được, thực sự đấy nghịch quá, được không nào? Rồi bây giờ thì chúng mình sẽ cùng quay trở lại này đây, chị đã lựa chọn cái này để để sẽ viết về cái kỷ niệm ở trong buổi tối ngày hôm nay, ok chưa nào? Thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng bắt đầu cùng với nhau nhá Bản thân chị Hiên ấy khi mà kể chuyện thì chị hay dùng cái kỷ vật, các em ạ, à, chị hay dùng cái kỷ vật kỷ vật tức là gì bởi vì bản thân chị là một cái tuyết người mà chị rất là hay nhớ về các cái kỷ niệm thông qua những cái kỷ vật ví dụ như là một cuốn sách nghe một bản nhạc hay nhìn thấy một cái khung cảnh thân quen nào đó là rất khiến rất dễ khiến cho chị rất là dễ khiến cho chị nhớ đến những cái kỷ niệm trước đây thế thì chị nghĩ rằng là đây cũng sẽ là một trong những cái nguyên cớ để chúng ta có thể bắt đầu cho cái phần mở bài của mình để bắt đầu kể lại cái câu chuyện của mình được không ạ à? thế thì bây giờ chúng ta có thể bắt đầu như sau nhá OK ông nào, chúng ta có thể bắt đầu với cái hình thức đó là gì ạ? À gần Tết, tôi cùng mẹ dọn dẹp lại phòng. Tôi lôi ra từ trong một hộp tủ rất sâu có một chiếc máy à có một chiếc máy chơi game cũ kỹ đã vứt vào đó từ bao giờ. Đây là món quà sinh nhật mà mẹ dành tặng cho tôi và khi cầm kỳ vật này trên tay thì lại khiến cho tôi nhớ về câu chuyện năm tôi học lớp 8 Ví dụ là như vậy, hiểu chị không? một cái kỷ niệm rất là khó phai với cô giáo chủ nhiệm của tôi hồi lớp 8 chẳng hạn được không ạ à? ví dụ là như thế được không à đây các bạn ấy đưa ra cho chị đây mỗi chúng ta khi lớn lên đều bỏ lại đằng sau mình một thời thơ ấu với biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn lẫn lộn tôi vẫn nhớ những lần ham chơi quên cả giờ về hay những lần mài đi chơi làm mất cả chìa khóa nhà nhưng kỷ niệm về người anh họ của em trên thì tôi dưới thì là em thế thì thống nhất là tôi hay là em đây hả nguyễn văn quý thế mà cũng có rất là nhiều bạn vào thả tim ạ à. đây là cái thói quen của các em đấy được không đây là thói quen của các em đấy thói quen của các em là chưa cần biết nó là cái gì cả à thấy bạn ý viết dài là mình thả tim rồi thế thì chị hiên vừa đọc lên một cái là đã thấy gì rồi là đã thấy một cái lỗi to đùng ở trên đó rồi trên thì là tôi mà dưới thì là em thế mà vẫn thả tim mà mầm được chết thật mấy cái đứa này rồi quay trở lại quay trở lại đây cùng với chị nhá thì đó có thể là một cái mà các bạn có thể bắt đầu hoặc là các em có thể lấy cho chị một cái đoạn thơ này nếu như các em muốn làm cho bài viết của mình hay ho hơn ví dụ nhá tôi vẫn còn nhớ nhà thơ giang nam từng viết trong những vần thơ của mình Thùa còn thơ ngày hai buổi đến trường Yêu quê thương qua từng trang sách nhỏ Ai bảo chăn trâu là khổ Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao Những ngày trốn học đuổi bướm cầu ao Mẹ bắt được chưa đánh roi nào đã khóc những vần thơ của nhà thơ Giang Nam những vần thơ của nhà thơ Giang Nam vang lên khiến cho tôi nhớ về biết bao nhiêu những kỷ niệm trong thời thơ ấu của mình. Năm ấy tôi học lớp 7 và đó cũng là thời điểm xảy ra câu chuyện cũng là thời điểm xảy ra một câu chuyện với cô giáo chủ nhiệm của tôi mà tôi nhớ cho tới tận bây giờ. Đó là câu chuyện về việc tôi đã từng nói dối cô để bỏ đi chơi. Ví dụ như vậy, trốn lớp bỏ đi chơi. Được không? Ví dụ là như thế. Ok ông nào? Hiểu ý chị không ạ? À? Thế thì đấy, chị thấy các em thấy không ạ? À? Chị có quá trời các cách để các bạn có thể vào văn tự sự. Một là các em có thể trực tiếp đi vào cái câu chuyện đó luôn. Hoặc là các em có thể gợi ra từ cái kỷ vật hoặc là các em có thể mượn một cái lời thơ nào đó nó liên quan tới cái vấn đề mà chúng ta đang định nói, chúng ta đang định kể để sau đó chúng ta bắt vào thôi. Ok không ạ? À? Thế thì cái yếu tố như chị đã nói nhá, ở cái phần mở bài quan trọng nhất là mình phải làm được hai việc, mình phải dẫn dắt hợp lý và mình phải đưa ra được cái vấn đề mà tôi sẽ trình bày tiếp tục ở trong phần thân bài là gì. Ok chưa nào? Thế thì sau đó đến phần thân bài chúng mình bắt đầu kể. Bản thân chị thì nghĩ rằng là ở trong cái phần thân bài, ấy, khi mà chúng ta nhớ, viết về một cái kỷ niệm ấy thì quan trọng nhất là gì? Quan trọng nhất là chúng ta phải khiến cho cái câu chuyện đó nó có kịch tính, nó có tiết tấu và sau cái câu chuyện đó chúng ta phải tự đưa ra được một cái bài học ý nghĩa giá trị đối với bản thân là gì. Đấy là những cái điều mà người ta đang cần ở bài viết của các bạn. Ok ông nào nhá. Đó là cái bài viết mà người ta đang cần ở bài viết của các bạn. Nên là chị thì chị nghĩ rằng là các bạn hãy thử cố gắng viết xem sao. Ở đây thì chúng ta có thể bắt đầu là như thế nào ạ? À, cô giáo chủ nhiệm năm lớp 7 của tôi là cô Thanh Hà, ví dụ như thế. Được không ạ? À, cô là một người rất hiền dịu và cực kỳ yêu thương học sinh. À, bước vào năm lớp 7, lúc đó tôi học hành chảy mạng. Đối với tôi, việc học nó là một cái áp lực rất kinh khủng, và đặc biệt là với môn toán của cô. Tôi rất kết môn học này. Thế nên, thường thì trong những tiết toán của cô hoặc là tôi sẽ ngủ, hoặc là tôi sẽ cố gắng gọi là gì ạ à? nhìn lên bảng nhưng thật ra trong đầu óc tôi vẫn không hiểu gì được không sau đó thì chúng ta có thể tiếp tục tiếp tục tiếp tục được không ạ à? kể được không nào uhm, cô thì mặc dù là thấy tôi lười biếng như vậy và tôi không chưa có được một cái ý thức học tập tốt nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ cuộc tôi vẫn còn nhớ cô đã từng đến nhà tôi đạp xe đến nhà tôi để động viên bố mẹ tôi mặc dù thành tích học tập của tôi trong cái kỳ đó rất là kém cô đã ngồi dành lại thời gian sau mỗi buổi học để chữa bài cho tôi và hướng dẫn tôi làm thêm các bài tập khác theo cái mức độ nâng dần nâng dần nâng dần và nhờ vào sự giúp đỡ của cô thành tích học môn toán của tôi đã tiến bộ hơn rất nhiều thế nhưng hôm ấy vào một buổi sáng thứ bảy lớp chúng tôi có tiết học phụ đạo môn toán một người bạn thân của tôi đã nảy ra ý tưởng là hôm nay là một ngày rất đẹp trời Rất là phù hợp để đi chơi game Mà lại có một cái quán game ở bên cạnh trường đang mở Và liền rủ nhóm chúng tôi bao gồm 5 người sẽ đi chơi game và chiến đấu trong ngày hôm nay Lúc đó lúc đầu thì tôi cũng phân vân lắm Bởi vì tôi biết là ngày hôm nay là lịch học môn toán Thế nhưng mà tôi không thể nào cưỡng lại được Thực sự là tôi không thể nào cưỡng lại được sức hấp dẫn của những trò học hôm đó và để đi chơi để đi chơi game hôm đó sau khi tôi nghỉ học được không ạ hôm đó sau khi tôi nghỉ học thì hôm sau đến lớp đến lớp mọi chuyện vẫn diễn ra rất bình thường cô cũng không nói báo gì về cho phụ huynh không báo gì về cho bố mẹ của tôi cả mặc dù tôi nghĩ rằng là đáng lẽ khi mà tôi về nhà thì bố mẹ tôi phải cho tôi một cái trận rất là uh, gọi là bố mẹ tôi phải mắng tôi một cái trận té tát bởi vì cái việc là hôm nay tôi nghỉ học Thế nhưng mà tôi không hiểu sao là mọi chuyện vẫn xảy ra rất là bình thường. Và hôm sau tôi đến lớp thì tôi không thấy cô nói gì với tôi nữa. Hôm đó tôi có buổi chiều tối con tôi có cái lịch ở lại chữa bài với cô nhưng mà cô đã đi về. Và tôi cảm trong cái giây phút đó bao nhiêu những cái suy nghĩ đã ập đến trong tâm trí tôi. Và tôi cảm thấy rằng là hình như là mình đã làm một cái điều gì đó rất là sai trái rồi. Tôi nghĩ lại hành động của mình ngày hôm qua và tôi nhận ra rằng là mình đáng lẽ không nên làm như vậy bởi vì kỳ thi thì đang ngày càng đến gần mà tôi thì kiến thức vẫn chưa vững vậy mà chỉ vì quá yêu thích cái trò chơi điện tử ở đối diện với trường học mà tôi đã tôi đã nghỉ học và điều này chắc hẳn đã khiến cho cô rất buồn tôi trở về nhà trong cái tâm trạng ủ rũ và mệt mỏi bố mẹ tôi hỏi rằng là hôm nay có chuyện gì ở lớp nhưng tôi nhất quyết không không nói chỉ quay trở lại phòng học và đóng sập cửa lại sáng hôm đêm hôm đó tôi trằn trọc mãi không ngủ được và tôi đã quyết định là buổi sáng hôm sau khi đến lớp thì tôi sẽ xin lỗi cô buổi sáng hôm sau tôi đến lớp nhưng hôm đó lại không có tiết toán tôi cứ lang thang mãi ở văn phòng ở khu văn phòng hiệu bộ để có thể tìm cô nhưng không thấy cô đâu cả và điều này càng khiến cho tôi lo lắng hơn khi mà sau đó tôi hỏi thăm một cô ở trong tổ toán thì biết rằng là cô thanh hà đã bị ốm và tôi quyết định là đến nhà để thăm cô khi mà tôi đến à, tôi nhìn thấy ánh mắt của cô làng tránh tôi nhưng mà cô vẫn mời tôi vào trong nhà và sau đó bằng hết tất cả cái sự can đảm của mình thì tôi đã nói ra lời xin lỗi với cô lúc đó tôi nhìn thấy hình ảnh của cô cô cười hiền với tôi mặc dù khuôn mặt bây giờ à, thể hiện cái sự mệt mỏi ở trên gương mặt nhưng mà cô vẫn nhẹ nhàng đến gần tôi xoa đầu tôi và ôm chầm lấy tôi và nói rằng là cô rất vui bởi vì con đã biết lỗi và cô mong rằng là từ bây giờ thì con sẽ chăm chỉ hơn chính nụ cười của cô đã là một cái đã là một cái liều thuốc tinh thần cho chính tôi để bản thân tôi cảm thấy rằng là mình sẽ không được phép lặp lại những sai lầm như vậy nữa kể từ ngày hôm đó, tôi chăm chỉ học toán hơn. Đối với tôi, đó càng ngày môn toán càng trở càng ngày trở thành càng trở thành một môn học yêu thích và điều may mắn nhất là đến năm lớp 8 thì tôi đã được lựa chọn vào đội tuyển toán của trường. Điều này khiến cho cô cảm thấy rất hạnh phúc và tôi cũng rất tự hào về bản thân của chính mình. Đấy, sau đó như vậy, chúng ta có thể rút ra một cái bài học được không nào? Và sau đó chúng ta sẽ kết bài. Ok chưa nào? Năm nay tôi đã lên lớp 9, không còn được uh, cô Thanh Hà chủ nhiệm nữa. Thế nhưng đối với tôi, cô vẫn là một trong những người thầy đã dạy cho tôi rất nhiều bài học quý ở trong cuộc đời. Kỷ niệm mà tôi đã từng nói dối cô để đi chơi trò chơi điện tử sẽ là một cái câu chuyện tôi không bao giờ có thể quên đi và đó cũng là cái câu chuyện để tôi nhắc nhở rằng mình chỉ có một con đường duy nhất để có thể tiến tới được những cái ước mơ trong tương lai, đó là cần phải chăm chỉ học hơn và trước khi để đạt được những ước mơ trong tương lai thì trước tiên tôi phải là một người trung thực đã. Ok không nào? Ví dụ là như thế. Các bạn ơi các em có hiểu không nhỉ? Các bạn ơi các bạn có hiểu không? Các bạn có hiểu không? Chị thấy là hình như là ở thời điểm hiện tại là các bạn cảm thấy là ôi, bọn em thi xong học kỳ 1 rồi thì bọn em đâu, bọn em đâu có học về tự sự nữa đâu, kiểu như vậy nhưng mà chị thì chị nghĩ rằng là cái văn tự sự này còn giúp ích cho các bạn rất nhiều trong cuộc sống nữa. Chứ nó không chỉ dừng lại ở cái việc đấy đâu. Nó không chỉ dừng lại ở việc là chúng ta học xong là bỏ đấy đâu. Mà như chị đã nói đấy, đôi khi các em muốn kể lại cho người khác một câu chuyện. Thế nhưng mà các em tìm mãi không tìm được cái từ ngữ phù hợp để kể lại cái câu chuyện đó thì chị tin rằng là khi mà các bạn học tốt văn tự sự sau này, cái vốn từ của các bạn và cái sự diễn đạt của các bạn với người khác sẽ rất là trôi chảy. Ok không ạ? Đấy là cái vấn đề mà chị quan tâm nhất và chị nghĩ đó là cái vấn đề mà chúng ta cần thiết nhất. Được không nào? Rồi các bạn ơi, ngày hôm nay thì chị em mình sẽ tạm dừng phần phát trực tiếp tại đây nhá. Chị em mình đã có khoảng 30 phút cùng với nhau rồi đấy, thời gian trôi qua nhanh quá nhỉ đúng không nào? Nếu như những bạn nào mà yêu thích chị Hiên và muốn là chị Hiên sẽ tiếp tục quay trở lại cùng với các bạn ở trong những phần livestream tiếp theo thì các em hãy thả tim cho chị và share cái phần phát trực tiếp này cho chị nhá. Nếu như mà các bạn nhiệt tình thì buổi sau chị sẽ hướng dẫn cho các bạn về dạng đề phân tích và cảm nhận một cái vấn đề văn học. Ok không nào? Chị tin rằng đây là cái phần mà các bạn đang rất 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 là cần luôn, đúng không? Rồi các em ơi, chúng mình ngày hôm nay đến đây thôi nhá. Cảm ơn các bạn rất nhiều và chị chúc các bạn có một buổi Tối thứ hai đầu tuần, thật là vui vẻ và ấm áp, nhiều năng lượng nữa để chúng mình bắt đầu một tuần mới, một tháng mới với vô vàn điều hạnh phúc và xuân sẻ nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì buổi tối ngày hôm nay đã dành cho chị. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần livestream tiếp theo nhé. Bye bye.